Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp không chấp. Những gì là 10? Đó là không chấp trước tất cả thế giới, không chấp trước tất cả chúng sinh, không chấp trước tất cả các pháp, không chấp trước tất cả việc làm, không chấp trước tất cả căn lành, không chấp trước tất cả nơi thọ sinh, không chấp trước tất cả các nguyện, không chấp trước tất cả các hạnh, không chấp trước tất cả Bồ Tát, không chấp trước tất cả chư Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Bồ tát an trụ pháp này thì sớm sẽ chuyển được tất cả các nghĩ tưởng, đắc được trí huệ thanh tịnh vô thượng. Phật tử, đại bồ tát có 10 tâm bình đẳng, những gì là 10 đó là tâm bình đẳng tích tập tất cả công đức, tâm bình đẳng phát tất cả thệ nguyện khác biệt, tâm bình đẳng đối với thân của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với nghiệp báo của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với tất cả pháp, tâm bình đẳng đối với tất cả cõi nước dơ sạch, tâm bình đẳng đối với sự hiểu biết của tất cả chúng sinh, tâm bình đẳng đối với tất cả hạnh không phân biệt, tâm bình đẳng đối với lực và vô ý của tất cả chư phật tâm bình đẳng đối với trí huệ của tất cả như lai đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ được tâm đại bình đẳng vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 Pháp sinh ra trí huệ, những gì là 10? Đó là biết sự hiểu biết của tất cả chúng sinh sinh ra trí huệ, biết tất cả cõi Phật đủ thứ sự khác biệt sinh ra trí huệ, biết lưới 10 phương phân đều sinh ra trí huệ, biết tất cả thế giới úp ngửa sinh ra trí huệ biết tất cả pháp một tánh, tánh rộng lớn sinh ra trí huệ, biết tất cả các thứ thân sinh ra trí huệ, biết tất cả thế gian điên đảo vọng tưởng đều không chấp trước sinh ra trí huệ, biết tất cả pháp rốt ráo đều dùng một con đường thoát khỏi sinh ra trí huệ biết thần lực như lai hay vào tất cả pháp giới sinh ra trí huệ biết ba đời tất cả chúng sinh giống phật chẳng dứt sinh ra trí huệ đó là mười nếu bồ tát an trụ pháp này thì nơi các pháp thảy đều thấu đạt phật tử đại bồ tát có mười pháp biến hóa những gì là mười đó là tất cả chúng sinh biến hóa, tất cả thân biến hóa, tất cả cõi biến hóa, tất cả cúng dường biến hóa, tất cả âm thanh biến hóa, tất cả hạnh nguyện biến hóa, tất cả sự giáo hóa điều phục chúng sinh biến hóa, tất cả thành chánh giác biến hóa, tất cả thuyết pháp biến hóa, tất cả sự gia trì biến hóa, đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đầy đủ tất cả pháp biến hóa vô thượng.